tại sao Đại sư Tinh Vân lại đến Đài Loan. Nhà sư cuối đời mắc nhiều bệnh tật nhưng vẫn thuyết pháp và mỉm cười vui vẻ trước khi qua đời. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Đại lão Hòa Thượng Tinh Vân viên tịch vào chiều ngày 5 tháng 2 năm 2023, đúng ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, hưởng thọ 96 tuổi. Trong những năm cuối đời, Tinh Vân sư phụ cũng chịu đựng nhiều nỗi đau của bệnh tật. Ông bị liệt chân, mắc các bệnh về huyết áp, đường huyết mãn tính. Kể từ năm 2016, sau lần đột quỵ, thì sức khỏe của ông cũng ngày một suy giảm. Vào những năm gần đây, ông còn phải thường xuyên thực hiện những ca chạy thận để duy trì sức khỏe. Trước khi qua đời, Tinh Vân sư phụ được các đệ tử đón từ bệnh viện Trăng Cung ở Đài Loan và đưa đến chùa Phật Quang. Vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, ông đã bình an viên tịch, trở về cõi vĩnh hằng mà ông hằng mong ước. Vài giờ sau khi Tinh Vân sư phụ qua đời, nhiều lời chia buồn được gửi đến từ trong và ngoài nước. Người dân ở khắp nơi đều bày tỏ lòng thương tiếc đến với ông bằng rất nhiều cách. Tại sao ông lại được mọi người tôn kính như thế? Câu trả lời thực sự rất đơn giản. Bởi vì Tinh Vân sư phụ là một vị tu sĩ lỗi lạc đã từng đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Ông sinh năm 1927 với tên thường gọi là Lý Quốc Thâm, pháp hiệu Ngộ Triệt. Quê gốc của ông ở thành phố Thượng Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, Tinh Vân sư phụ đã có một mối liên kết sâu sắc với Phật Pháp. Ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bà nội của mình, một người rất tin vào Phật giáo. Cả đời Tinh Vân sư phụ đều dành để tu hành Phật Pháp, tôn trọng Tam Bảo và ăn chay cùng với bà từ nhỏ. Từ khoảng 4-5 tuổi, ông đã học thuộc được Bát Nhã Tâm Kinh. Năm 12 tuổi, ông đã chính thức trở thành tu sĩ tại Chùa Đại Giác ở Nam Kinh và được Chí Khai sư phụ nhận làm đệ tử. Bởi vì đã thấy trong kinh điển về những ngôi sao có thể mang lại ánh sáng trong bóng tối. Những đám mây bay tự do mà không bị ràng buộc và thể hiện ý nghĩa sâu sắc của hai hình ảnh này, nên ông đã tự chọn cho mình pháp hiệu là Tinh Vân. Chí Khai sư phụ là người luôn quan tâm chăm sóc ông, thậm chí có phần kiểm soát hơi chặt chẽ. Năm lên 17 tuổi, Tinh Vân sư phụ mắc bệnh sốt rét, nằm liệt giường. Khi Chí Khai sư phụ biết được, đã gửi đến cho ông nửa bát dưa chua. Trong thời kỳ khan hiếm, nửa bát dưa chua ấy càng làm cho Tinh Vân vô cùng cảm động. Từ đó ông đã lập lời thề rằng, cả đời chỉ tập trung tu hành Phật Pháp, cứu rỗi chúng sinh để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chí Khai sư phụ. Vào thời còn trẻ, Tinh Vân sư phụ được mọi người biết đến với văn phong vô cùng nổi bật. Ông tự mình thành lập và làm chủ bút tờ Tuần San, Giác Thê. Với tinh thần làm việc chăm chỉ, ông liên tục viết ra những bài viết để rèn luyện suy nghĩ của bản thân, đồng thời mở ra một con đường vào vòng văn hóa Phật giáo. Năm 1949, Tinh Vân sư phụ trong lúc nguy hiểm đã dẫn đầu đội cứu trợ tăng sĩ vượt biển đến Đài Loan. Đây cũng là chuyến đi quan trọng và đầy nhiều bất ngờ nhất của Tinh Vân sư phụ. Ngay sau khi đến Đài Loan, ông và đoàn người đã bị kết tội là gián điệp mà bị bắt giam. 23 ngày sau, đoàn người của ông đã lấy lại được tự do. Nhưng sau cú sốc này, những tu sĩ trước đây cùng đến Đài Loan dần dần rời đi, mỗi người một hướng. Chỉ còn Tinh Vân sư phụ là chọn ở lại nơi này. Trong hoàn cảnh khó khăn tuyệt vọng, ông đã dùng ngòi bút của mình để đặt dấu ấn trong vòng văn hóa Phật giáo với tác phẩm Tiếng Hát Trong Thầm Lặng. Dần dần đóng góp nhiều bài viết cho các phương tiện truyền thông khác nhau để truyền bá Phật Pháp. Cũng trong thời gian đó, ông đã viết và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quyển sách này được ca ngợi là ngôi sao của văn học nghệ thuật Phật giáo, mở ra một con đường mới cho việc quảng bá Phật giáo thông qua văn hóa. Hơn ai hết, Tinh Vân sư phụ cảm nhận được rõ ràng là để Phật giáo có tương lai thì cần phải coi trọng giáo dục. Năm 1967, ông dẫn dắt các đệ tử của mình để cải tạo núi Phật Quang, một nơi đất nghèo, cỏ dại mọc tùm nằm trên một ngọn đồi vùng hẻo lánh. Trải qua 10 năm xây dựng, từ việc chuyển đất đá, rời núi, lấp mương, thì cuối cùng Tinh Vân sư phụ cùng các đệ tử đã thành công xây dựng nên một trong những ngôi chùa nổi tiếng trên thế giới, chính là Phật Quang Sơn. Kể từ đó, giáo dục Phật giáo tại Đài Loan
được tiếp tục bảo tồn. Núi Phật Quang đã trở thành một địa điểm hiện đại, kết hợp giáo dục, văn hóa và truyền bá Phật Pháp. Nhờ những kết quả trên, Tinh Vân Sư Phụ càng ngày càng kiên định với quyết tâm đi theo con đường truyền bá văn hóa Phật Pháp. Nhiều thập kỷ sau, với niềm tin rằng văn hóa có thể truyền bá Phật Pháp, ông đã thành lập 9 viện bảo tàng, 26 thư viện, 12 nhà xuất bản và cửa hàng sách, một bệnh viện Vân Thủy, 16 học viện Phật học trong rừng, hơn 50 trường đại học, trung học và mẫu giáo. Ngoài ra, ông cũng sáng lập tờ nhật báo đầu tiên của Phật giáo là Phật Quang Học Báo, biên soạn và xuất bản cuốn Kinh Phổ Môn, làm chủ bút tờ Nguyệt San, Đời Sống và xuất bản nhiều cuốn sách khác. Những tác phẩm của ông sau này còn được dịch sang tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha cùng hàng chục ngôn ngữ khác. Năm 1964, ông cho in cuốn từ điển Hoa Anh nhằm từng bước thực hiện con đường quốc tế hóa Phật giáo. Dấu chân ông lan rộng từ Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Philippines sang Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Ngoài đóng góp cho Phật Pháp, thì một lý do khác mà Tinh Vân Sư Phụ được mọi người ngưỡng mộ chính là cách ông cư xử và hành động luôn thể hiện đức hạnh cao cả. Trong suốt cuộc đời, ông luôn tuân theo triết lý tam hảo, tứ cấp, ngũ hòa. Tam hảo là làm việc tốt, nói lời tốt, tâm ý tốt. Tứ cấp là truyền đạt niềm tin, làm người khác vui vẻ, mang lại hy vọng và thuận tiện cho mọi người. Ngũ hòa là sự tự an tâm, gia đình hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, xã hội hài hòa, thế giới hòa bình. Tinh Vân Sư Phụ đã giúp đỡ vô số người nghèo khổ dựa trên 3 nguyên tắc làm việc tốt, nói lời tốt, tâm ý tốt. Ông cũng mạnh mẽ theo đuổi tinh thần siêng năng và tiết giảm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và nguyên tắc trong đời sống hàng ngày, dù đã đạt được vị trí cao, phản đối việc tiêu dùng xa xỉ lãng phí, nhấn mạnh về việc chi tiêu cần có mức độ và trung thực. Tinh Vân Sư Phụ thường xuyên nhắc nhở đệ tử về việc tiết kiệm để có thể nhận được nhiều phước lành. Một số phương tiện truyền thông từng hỏi ông rằng sự nghèo đói hay hạnh phúc có được quyết định bởi Phật giáo hay không? Câu trả lời của Tinh Vân Sư Phụ lúc đó chính là một vị tu sĩ thực sự sẽ không có ham muốn xa hoa. Vì vậy, ông không cảm thấy bản thân mình là một người nghèo. Hơn nữa, việc sống tiết kiệm có thể rèn luyện ý chí, cho con người trí tuệ sáng suốt. Điều này còn đáng quý hơn cả tiền bạc. Ông còn nói một cách hài hước rằng hơn 1.000 nhà sư ở núi Phật Quang đều là những người nghèo. Tinh Vân Sư Phụ cũng rất xem trọng việc đối xử khoan dung với người khác, bởi ông nghĩ rằng khoan dung là một biểu hiện của sự lương thiện. Lý do thứ ba mà Tinh Vân Sư Phụ được cả thế giới tôn trọng không chỉ vì những ảnh hưởng sâu sắc mà ông đã truyền lại trong quá trình quảng bá văn hóa Phật giáo, mà còn liên quan đến những tác phẩm kinh điển và lời dạy của ông. Số lượng tác phẩm và lời dạy mà Tinh Vân Sư Phụ để lại trong đời lên đến hàng chục triệu từ. Có người đã từng nói rằng trong hàng triệu từ ấy đã chứa đựng sự giảng dạy của Ngài về mọi mặt trong cuộc sống con người. Khi nói về sự giàu có, ông đã có những bài thuyết pháp rằng giàu có nhưng bất mãn thì đó chính là nghèo khó. Nghèo nhưng hài lòng thì đó mới là người giàu nhất. Giàu hay nghèo phụ thuộc vào chúng ta có biết cách hài lòng hay không. Ông lý giải rằng việc an phận, hạnh phúc và Phật giáo có điểm chung. Người theo đạo an phận hạnh phúc không cảm thấy nghèo. Khi nói về cách người bình thường học Phật, Tinh Vân Sư Phụ cũng đã có bài giảng rằng học Phật thực chất là học chính mình để hoàn thiện bản thân. Người tu hành có lòng tự trọng tuyệt đối, nên hầu hết họ đều không để mắt đến thế giới. Ai có đủ can đảm để từ bỏ cái tôi của mình, chính mới là giác ngộ, cũng là tấm gương của một người học Phật. Tất cả chúng sinh trên thế gian đều có thể thành Phật. Bạn cũng không cần phải trở thành tu sĩ mới có thể học Phật. Đối với những vấn đề sự sống và cái chết mà người thường quan tâm nhất, Tinh Vân Sư Phụ cũng từng nói một lần rằng điều ông không sợ nhất chính là cái chết. Sẽ không có vấn đề gì nếu mình qua đời, bởi tinh thần con người sẽ không bao giờ chết. Ngoài ra còn có một trong những trích dẫn kinh điển nhất của cuộc đời Tinh Vân Sư Phụ, rằng điều tuyệt vời nhất trên thế giới là niềm vui. Hành động tử tế quý giá nhất trên đời là tình bạn. Sức mạnh lớn nhất trên thế giới là sự kiên nhẫn. Ý chí mạnh mẽ nhất trên thế giới là sự sẵn lòng. Một triết gia đã từng nói, nếu một người mỉm cười khi qua đời và mọi người khác đang khóc thương, thì cuộc sống như vậy là trọn vẹn. Tinh Vân Sư Phụ viên tịch với một nụ cười trên khuôn mặt, mọi người xung quanh đều rơi nước mắt tiếc thương,
chứng tỏ cuộc đời 96 năm của ông đã thật hoàn hảo. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.